Còn tiền trong túi không? Tao cho 50 ngàn nè. Mày không được báo vụ này cho công an. Nếu công an tới đây điều tra về vụ cướp làm ảnh hưởng tới sòng bài thì tụi tao sẽ có cách tìm mày. Dù mày có trốn lên trời hay xuống đất thì xác mày cũng sẽ nổi lên bền trên sông Sài Gòn. Nghe chưa? Chết tôi rồi. Ê ê ê, đi đâu vậy? Người ta cho mày tiền giúp mày mà mày không cảm ơn được một tiếng hả? Sao vô ơn vậy hả? Tụi mày là một lũ khốn nạn. Nó gọi mình là một lũ khốn nạn kìa em. Ừ, tụi tao là lũ khốn cũng như mày vậy, đúng không? Sao cưng cho địa chỉ và số điện thoại của tụi này cho nhỏ bán sách hả? Để nó tới nó phá tụi này. Nhưng chơi kỳ vậy. Chơi vậy, chơi với chó. Chó hả? Chó thì cũng không bằng cái cách mà tụi mày chơi tao, đúng không? Thằng Nam nó còn giận tụi mình cái vụ mình báo hôm bà già nó tới tận sòng bài rồi bắt ngay tại trận nó đang đánh bài kìa. Sao cưng thù dai vậy hả? À, thì ra là do cái vụ bị bắt tại sòng bài nên bị đuổi cổ ra khỏi nhà, phải đi thuê khách sạn ở, đúng không? Tội nghiệp quá. Bị đuổi cổ ra khỏi nhà không một xu dính túi, 10 ngàn trả tiền xe ôm mà cũng không có trả, lấy đâu ra tiền trả tiền khách sạn trời. Còn tiền trong túi không? Tao cho 50 ngàn nè. Nè, đừng nói bữa nào bỏ trốn quỵt tiền khách sạn của người ta nha. Nhục lắm đó. Đi. Cho lấy chìa khóa phòng 1202 với. Nè anh. Ừ. Chị, ông khách gì lên lầu là lấy chìa khóa phòng mấy vậy chị? Anh ấy ở lầu 1, phòng 1202. À, vậy chứ bấy phòng quản lý đi. Em nghĩ là ông đang gặp trục trặc vấn đề tiền bạc á. Rồi, em sẽ kiểm tra và báo lại. Cảm ơn chị. Dạ. Lũ bạn chó chết khốn nạn. Lũ khốn. Mẹ kiếp. Hết tiền rồi. Chắc phải đi bán đồ nữa quá. Mà nữ qua xài rồi quần áo cũ, không biết có ai mua không ta? Mà bán ở đâu nữa chứ? Trời ơi, làm sao đây ta? Làm sao đây ta? Sao mình có ngày hôm nay chứ? Bán cái gì đây? Khách phòng 1202 là đặt phòng trước hay là thế giấy chứng minh? Dạ, anh ấy thế giấy chứng minh. Giấy chứng minh của anh ấy đây chị ạ. Dạ, lúc đầu thì anh ấy chỉ định ở... Anh ấy nói là anh ấy chỉ ở 2-3 ngày thôi. Sau đó anh ấy đổi ý ở thêm. Nói là chưa biết lúc nào sẽ trả phòng. Từ hôm anh ấy ở đến nay là 10 ngày, mà tiền thanh toán là 7 ngày. Lúc thanh toán, em thấy trong túi ảnh có rất nhiều tiền. Cho nên mấy ngày qua em không nhắc tới tiền phòng. Còn 3 ngày chưa thanh toán, vậy còn lại 1,5 triệu nữa đó chị. Hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở gần đây mà thuê phòng ở đây ở. Có thể là bọn kia nó nói đúng á. Con nhà giàu đi đánh bài thua hết tiền cho nên bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà. Lúc ra khỏi nhà thì còn tiền, nhưng bây giờ hết tiền tại vì đánh bài thua hết rồi. Cho nên 10 ngàn tiền trả xe ôm cũng không có. Bây giờ mình giải quyết trường hợp này như thế nào hả chị? Còn sao nữa, yêu cầu khách thanh toán tiền phòng liền.
rồi tùy theo tình huống mà giải quyết tiếp. Đi làm hóa đơn thanh toán đi. Dạ. Chào chị. Dạ, anh cho hỏi, anh còn ở tới mấy ngày nữa? Tôi cũng chưa biết. Mà có chuyện gì vậy chị? Dạ, theo nguyên tắc thì em phải biết, để sắp xếp phòng cho khách khác thuê ạ. Tôi ở cũng lâu đó, mà chắc khoảng 10 ngày nữa. Dạ, vậy anh vui lòng thanh toán tiền phòng 3 ngày còn thiếu và đóng luôn 10 ngày kế tiếp ạ. Từ từ tôi trả tiền phòng được không? Chứ bây giờ tôi đâu có sẵn tiền mặt ở đây. Dạ không được ạ, anh đã thiếu 3 ngày rồi. Khách sạn của chúng tôi không cho thiếu thêm được nữa đâu ạ. Mong anh thông cảm, đó là nguyên tắc. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Nhưng mà tôi chưa có sẵn tiền ở đây. 1-2 ngày nữa đi, ngày mai tôi thanh toán được không? Dạ không được ạ. Mong anh thông cảm, anh phải thanh toán cho hết số tiền còn thiếu anh mới ở tiếp được ạ. Dạ đó là nguyên tắc ạ. Nhưng mà tôi nói là tôi không có sẵn tiền mặt ở đây. Chị ép tôi vậy tôi cũng đâu có tiền đâu. Dạ trong trường hợp này thì khách sạn phải buộc khách trả lại phòng và giữ lại đồ đạc. Khi nào anh thanh toán hết tiền phòng thì chúng tôi sẽ trả lại đồ đạc và giấy tờ cho anh. Chị... Dạ không còn cách nào khác. Mong anh thông cảm. Dạ mời anh. Dạ mời anh. Chị có thấy chị làm vậy là quá đáng không? Dạ không ạ. Mong anh thông cảm. Đó là nguyên tắc của khách sạn. Một cái quần jean tôi bán cũng được hơn 1 triệu. Chị có biết không? Dạ tôi biết. Nhưng mà anh thanh toán hết tiền phòng chúng tôi sẽ trả lại đồ đạc cho anh. Nếu cần anh có thể kiểm tra lại. Dạ mời anh ạ. Tôi chỉ làm theo nguyên tắc của khách sạn thôi, mong anh thông cảm. Nguyên tắc là nguyên tắc, tôi không thể làm khác được. Dạ mời anh. Hai năm rồi mới gặp lại trường hợp như thế này. Mấy công tử nhà giàu này mệt quá. Vậy bây giờ mình giải quyết trường hợp này như thế nào hả chị? Cứ theo nguyên tắc khách sạn mà làm. Em nhớ cách đây 2 năm không? Có 6 thằng công tử nhà giàu. Ăn chơi ngất trời. Vô thôi 2 phòng trong khách sạn. Rồi đến khi bị đòi tiền phòng á, thì lần lượt chuồn mất tiêu. Để lại mấy cái vali trống lóc không có gì hết trơn. Dạ em nhớ. Cuối cùng điều tra ra, thì ra là 6 chàng công tử con nhà giàu bỏ nhà đi bụi, xài hết tiền, rồi quýt tiền khách sạn. Thôi ráng chờ 4 ngày nữa đi. Nếu mà anh ta không quay lại, thanh toán tiền rồi lấy đồ đạc, thì lúc đó mình sẽ xử cái vụ này y như vụ 6 công tử nhà giàu kia. Cứ theo đúng nguyên tắc khách sạn mà làm. Gọi điện cho phụ huynh tới thanh toán tiền phòng. Vậy không? Dạ. Đặt ra nguyên tắc thì cứ theo nguyên tắc mà làm. Vậy thôi.